bạn. Bây giờ thì tiếng Trung sớm đây là sẽ quay trở lại cùng với bạn với bài 5 của giáo trình Hán ngữ 1. Và bây giờ chúng ta lại viết chữ từ mới cùng với nhau. Từ thứ nhất chúng ta cần phải quan tâm đó là từ số 10. Các bạn viết như sau. Đầu tiên, ngang trước đã. Và sổ sau. Các bạn đọc là gì ạ? Sứ, có người gọi là thập. Nghĩa là 10, ngang trước sổ sau. Từ số 2, đó là từ gì ạ? Rấn. Rấn là nhân, là con người. Đầu, hai chân đang bước đi, đúng không? Rấn là nhân, là con người. Một từ kế tiếp các bạn cần quan tâm, đó là từ sấn mất. Như thế này ta đọc là sấn. Thì đằng trước là có một gì ạ? Nhân, nhân đứng. Ở dưới vẫn có một gì ạ? Một thập. Thập có nghĩa là gì? Là mời. Chữ mơ bạn viết như thế nào? Hết phẩy, bộ tư, thế là bạn đọc là mơ nhé. Như này gọi là phẩy. Phẩy là từ trên dưới và từ phải sang trái. Tư có nghĩa là riêng tư. Nì sửa sớm ạ, bạn nói gì vậy, đúng không? Hoặc nì chư sớm ạ, bạn ăn gì vậy. Từ kế tiếp các bạn có ở đây là từ trung nguồn. Bạn đấy chính là kẻ dòng suối. Thì cái chữ này tiếng Trung Quốc là gì? Trung. Trung tức là nằm ở giữa. Người Trung Quốc người ta cho rằng là cái đất nước của họ là cái rốn của vũ trụ, là trung tâm của trái đất. À, thế còn chữ uốn thì là như thế nào? Như thế này thì bạn đọc là gì? Uốn, âm viết gọi là văn. Thế sách tiếng Trung là gì? Trung uốn su. À, bây giờ từ kế tiếp chúng ta sẽ học đó là từ rư. Rư này có nghĩa là gì? Nhật hay còn gọi là mặt trời. Cái này bạn đọc là rư là nhật. Nhật hay còn gọi là gì? Mặt trời. À, nó còn có nghĩa là ngày, ý dự một ngày. Nhưng mà dùng trong văn viết, văn nói thì người ta dùng từ thiên. Ok. Chúng ta sẽ có một từ khác. Ở trên thì ta có bộ nhật, ở dưới có bộ thất hay còn là bộ sơ. Thì bạn có chữ gì? Chữ sự, có nghĩa là trên thì bạn có bộ gì đây? Bộ nhật. Và bên dưới bạn có bộ gì? Thất. Thất hay còn gọi là bộ sơ. Sơ này, hoặc là thất này. Đấy. Và ngoài ra không phải chỉ có một biến thể như này, nó còn có một cái dạng như này, nó hơi móc móc xuống thì sự này có nghĩa là tôi là người Trung Quốc thì nói này, 我是中国人. Các bạn viết luôn cả câu ra nhé, thử luôn này, 我 này, 是中国 人, của là gì? Tôi. Sự là chúng của rần. Chữ của thì bên ngoài là có bộ gì? Bộ vi. Bên trong có bộ gì? Bộ ngọc. Ông vua mang theo cái chấm với người, tôi mang theo ngọc tỷ với người. Trong lúc tưởng thành mà có ngọc tỷ thì đó là quốc gia của. 我是中国人, tức là tôi là người Trung Quốc. Một từ kế tiếp bạn cần quan tâm đó là từ su. Su là gì? Là sách. Một giá sách, hai giá sách, kệ để sách, con mọt sách. Cái này bạn đọc là su, có nghĩa là thư, là quyển sách. Sách tiếng Trung sẽ là trung nguồn su. Một từ kế tiếp chúng ta sẽ học đó là từ trá trữ, là tạp chí. Từ trá thì các bạn làm như thế nào? Cửu này, số 9, nhất và tiểu. Cái này gọi là trá, cũng gọi là chữ tạp. Cửu là số 9, nhất là số 1. Cái đến là chữ gì? Chữ tiểu. Cái cây đẽo trái, đẽo phải, cây sẽ nhỏ đi, người đó có chữ tiểu. Bạn nhìn thấy dưới nó giống giống như nhát nhát như bộ mộc. Có 9 loại cây thì rất là phức tạp, đúng không? Tạp nham. Thế còn chữ chữ thì ở trên bạn có bộ gì? Bộ sĩ. Và dưới bạn có bộ gì? Bộ tâm. Cái này bạn đọc là chữ trí. Cái người là đang có trí. Và trên bạn có bộ gì? Bộ sĩ. Sĩ là dài, ngắn. Còn thổ là gì? Ngắn, dài nhé. Các bạn thấy nó phải khác nhau. Cái bộ này là bộ sĩ. Tâm là gì? Một vầng trăng khuyết, ba sao giữa trời. Trái tim, chữ tâm. Thế còn bộ tâm đứng nó chỉ làm gì đây? Ngắn.
dài, ngang. Bộ này mình tạo được tấm, tấm đứng. Còn một cái dạng bộ tâm nữa các bạn cần quan tâm. Tổng cộng nó có 3 biến thể cho một bộ tâm. Còn một bộ tâm nữa thì nó viết như kiểu chữ tiểu như này. Thêm một cái bảy này cũng là một dạng bộ tâm nữa nhá. Thế bây giờ có phép về cái chữ này làm sao? Cái người có quyết tâm để làm quan, làm sĩ đấy, làm quan là người có chí. Tạp chí tiếng Trung là gì? Trung uốn trá chữ. Tạp chí tiếng Anh sẽ là in uốn trá chữ. Bây giờ chúng ta đi tiếp xem còn từ gì nữa không? Ta có từ ní là ông là ngài. Thì đằng trước bọn cụ gì? Nhân đứng, mình, tiểu, tâm. Vậy cũng chính là chữ nỉ mà thêm bộ tâm ở bên dưới. Ní là ông là ngài, dành cho người tuổi to hơn, chức vụ to hơn mình. Ví dụ chào ông thì là ní khỏ, đúng không? Nữ tử là ní khỏ, là xin chào ông. Còn chào ông buổi sáng sẽ là ní chào. Thì cái chữ chào của bạn viết như sao? Bộ thập. Trên là bộ nhật, dưới bộ thập. Mặt trời mọc ở trên cái cây thánh giáo ở nhà thờ, tức là sáng sớm. Cái này ta đọc là chào, ấn viết là tạo. Ví dụ khi buổi sáng ta đến văn phòng, ta gặp anh em trong công ty, ta chào, 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 thế là hoặc là chào an, chào buổi sáng nhá. Nhưng gặp sếp thì không được chào thế, mà gặp sếp bạn sẽ phải nói gì? Lá bán khảo, cúi đầu xuống, đúng không? Chào ông chủ, như thế mình thể hiện được sự tôn kính sếp mình hơn, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Ta có một cái từ khác, đó là từ sấy, bộ ngôn nhé. Đằng sau là gì? Bộ truy. Cái chữ này đọc là sấy. Sấy có nghĩa là gì? Ai? Thế cái bộ đầu tiên bạn có bộ gì? Bộ ngôn, tức là ngôn từ. Nó chỉ đúng là bộ nhé, không làm chữ được. Thế còn bộ thứ hai là bộ truy. Như nào là bộ truy? Truy có nghĩa là con chim. Thêm một lần, khi mà để một ngón hỏi ai thì dùng ngôn từ, và chúng ta làm sao đuổi ra con chim để hỏi. Nǐ shì shuǐ, bạn là ai? Nǐ bà bà shì shuǐ, bố bạn là ai? Từ kế tiếp mình hướng dẫn cho bạn đó là từ lǎo shì. Chữ lǎo thì có nghĩa là già, thổ này, nét phẩy và dưới bộ chỉ. Bạn đọc nó là lǎo. Ấn Việt nói là lão. Thổ là có nghĩa là gì? Đất. Thổ là đất. Kế đến nét phẩy. Phẩy là gì? Từ trên xuống dưới và từ phải sang trái. Tiếp theo cái bộ này là bộ chỉ nhé. Chỉ là cái môi múc canh trong bộ cộng hành. Truy hoặc là chỉ. Thế cái người mà sắp về đất người mà ăn bằng thìa chống gậy sắp về đất rồi là gì? Lão là già. Mình có thể nói với các bạn gái vợ mình, mình thai lão, em già quá. Thế là mình ăn tai, đúng không? Bây giờ ta có từ sư, thì bạn biết đi sao? Hai con dao xếp cạnh nhau là bộ đao đứng, nét phẩy, và bên cạnh là bộ gì? Bộ cân. Cái này đọc là sư. Sư. Thế cái bộ đầu tiên như thế này, người ta bộ gì? Bộ đao, đao đứng. Hai con dao xếp cạnh nhau là bộ đao đứng. Như thế này gọi nét gì? Nét phẩy. Ở bên dưới, cái khăn bắt nhang vào cái dây phơi, nghe là cân, tức là khăn, tiếng Trung nó đọc là chim, là cái khăn. Tiếp tục, ta có một cái từ khác, đó là từ A-la-púa. A-la-púa có nghĩa là Ả Rập, thì bạn viết như sau. Đầu tiên bộ liễu này, sau bộ khảm, bạn đọc là A nhé, vẫn là A luôn. Liễu là gì? Liễu là cái liễu này bên hồ này. Khả tức là gì? Là khả năng. Khả năng. Thế còn chữ la thì bạn làm như thế nào? Bộ tài về. Bộ lật. Cái này bạn đọc là la. Bạn biết là la. Thôi là để. La là kéo lại. Thì đầu tiên ta có bộ gì? Bộ này bộ tài. Tài về. Tài về là cái gì? Cái tay. Lật có nghĩa là đứng vững. Thành lập công ty. Cho giúp lên công ty và để nó hướng được, sống được. À là púa. Thế púa thế là thế nào? Trước bộ nhân đứng, còn sau bộ bạch. Cái này bạn đọc là púa. Vâng, gọi là bác. Púa bộ là ông bác của mình. Ông bác là ai? Là người. Trước bộ gì? Bộ nhân, nhân đứng. Ông này làm sao? Da rất trắng. Có bộ gì? Bộ bạch. Vì sao ta học cái từ púa bộ? Thì cũng là người bác của mình. Púa phúc
là bác cha, còn úa mủ là bác mẫu, thì nó dùng cái chữ của bộ này. Wǒ shì a la bǒ rén, tôi là người Ả Rập. Nǐ shì a la bǒ rén mà, bạn phải là người Ả Rập không? Sau cái từ a la bǒ thì ta còn có một từ nữa là từ in của là nước Anh, hoặc là in quần su là sách tiếng Anh. Thì chữ in các bạn cần phải biết như thế nào. Đầu tiên là bộ gì? Bộ thảo đầu. Kế đến là chữ ương, tức là trung ương. Cả chữ này là chữ in. Còn ở Việt nó gọi là chữ Anh. Đầu tiên là bộ gì? Bộ thảo này. Thảo đầu này. Ở dưới chữ ương thì bạn viết như nào? Cái cổng này, chữ đại. Thì bạn tạo ra chữ ương. Ương tức là trung ương. Cái như thế này, người ta gọi bộ quinh. Quinh tức là biên giới. Và chữ đại có nghĩa là gì? To lớn. Trung ương là gì? Là nơi có cái cổng to. Là nhớ được chữ ương nhé. Tiếp theo, chữ phải. Chữ phải thì bạn có thể dùng cho ba chấm thủy này. Phổ, tư, cái này bạn đọc là phải. Có nghĩa là gì? Pháp. Bạn có thể dùng cho nước Pháp, luật Pháp, người Pháp. Phải của đấn, người Pháp. Phải của nước Pháp. Phải huấn su, sách tiếng Pháp. Pháp lý, pháp luật cũng dùng được chữ pháp này. Thì đầu tiên bạn có gì? Ba chấm thủy. Kế đến trên hồ, dưới tư, bạn tạo ra chữ truy. Và mới là chữ khứ, hay còn gọi là quá khứ. Tiếp theo, ta đi sang một từ khác là chữ ứa. Chữ ứa thì viết như nào? Nhân đứng này, đằng sau chữ bổ. Ứa là nước Nga, người Nga. Người Nga thì thế nào? Thì đằng trước là phải có bộ gì? Nhân đứng. Người Nga là con người mà. Người Nga có cái tôi rất là mạnh. Của đấy, chữ ngại, bản ngã. Người Nga là cái dân tộc mà có cái tôi rất là mạnh mẽ, đúng không? Ứ là nước Nga, người Nga. Nhưng nếu mà con thiên Nga thì sao? Thì nó sẽ phải có bộ gì? Đằng sau nó phải có thêm cái bộ gọi là bộ điểu, là con chim nữa. Này, nó hơi khác một chút. Tiếp theo, ta có từ Si Ban Nha, tức là Tây Ban Nha. Si Ban Nha thì bạn làm như thế nào? Các bạn nhìn này. À, cái này giống như mình pha cà phê. Si này là gì? Do phương Tây làm ra, đúng không? Theo chữ Ban thì bạn làm như thế nào? Vương, đao đứng, vương, bạn đọc là gì? Ban, và âm nhạc Việt gọi là chữ Ban. Chữ Giá thì các bạn viết như sau. Giá này âm nhạc Việt là chữ Nha, tức là cái răng. Thì chữ Ban thì gồm bộ gì? Vương là ông Việt, ông vương, ông vua. Hai con dao xếp cạnh nhau gọi bộ đao. Đao đứng. Đao đứng. Vương đao đứng vương là gì? Ban. Ban này có nghĩa là lớp học. Tham tông sự Si Ban Giá lần. Họ đều là người Tây Ban Nha. Vừa rồi khi mà chúng ta học cái từ Si Ban Giá, tức là Tây Ban Nha, nó có cái bộ vương. Vương thì chúng ta nhớ từ gì? Đầu tiên nhé. Trên, dưới, ngang rồi, sổ, trên, dưới. Và cái nét ngang cuối cùng này cố gắng dài nhất. Bởi vì cái bệ đỡ cần to chắc. Trên là trời, dưới là đất. Vua giữa cách vào cả trời lẫn đất. Vương là vua nhé. Cái này bạn đọc là quán. Là chữ vương. Thầy giáo vương bạn sẽ nói ra gì? Quán lão sư. Ví dụ như quán lão sư. Đúng không? Họ cộng với chức danh. Giám đốc vương sẽ là hoáng trinh lý. Đến khỏi cháu, ví dụ thế, cháu giám đốc vương. Và một cái chữ cuối cùng trong ngày hôm nay chúng ta cần phải quan tâm, đó là chữ tứ. Chim chích mà đậu cành tre, thập trên tứ dưới nhất đè chữ tâm. Cái này bạn đọc là tứ. Và mấy việc nó gọi là đức. Nước đức, đạo đức, người đức, bạn đều dùng được cái bộ đó. Chim chích mà đậu cành tre, người ta bộ này là nhân kép. Thập là số mấy? Thập là số 10. Thập trên. Tứ dưới. Tứ là số mấy? Tứ là số 4. Nhất là số mấy? Số 1. Đè chữ tâm. Tâm tức là gì? Trái tim. Chim chích mà đậu cành tre. Thập trên tứ dưới nhất đè chữ tâm. Đạo đức cũng là nó. Là cái chữ này. Người đức, nước đức cũng là cái chữ này. Thầy giáo vương là người Đức thì chúng ta nói này, Hoàng lão sư sư tử của đấng, các bạn biết là câu nhé, Hoàng
lão sư sư là tứ của rừng quán lão sư là sự tứ của rừng. Thầy giáo ơi, không phải là người Đức. Quán lão sư bú sư tứ của rừng. Quán lão sư sư tứ của rừng mà. Thầy giáo ơi, có phải là người Đức hay là không? Nếu đúng thì nói sao? Sự, còn không đúng bảo bú sư. Trên đây thì chương trình VN vừa hướng dẫn cho các bạn xong dứt điểm bài 5 trong Hán ngữ 1 thuộc Bộ Giáo dục Hán ngữ 6 tập. Việc các bạn về nhà này, nội dung bài khóa các bạn viết ra cho mình. Và nhớ mua một cái bút chuyên dụng dành cho việc viết tiếng Trung. Nó đầu ngòi nó có là ngòi 0.5 cái tí của Hàn Quốc. Quyền vở cũng là vở chuyên biệt cho việc viết tiếng Trung. Nó chỉ có 10.000 thôi. Thì mỗi một chữ Hàn viết lọt trong ô vuông cho mình. Tất cả cái dạng sách vở bằng đĩa mà mình vừa nói đến thì đều có bán tại tiếng trung.vn tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai. Các bạn có thể qua trực tiếp để mua cái bộ hàng ngữ 6 tập đấy, rồi là các cái bút, rồi là vở để các bạn học một cách chuyên nghiệp luôn. Thì cái phần viết bài khóa các bạn phải viết lại cho mình này, chụp ảnh up lên nhóm này, nội dung bài khóa đọc trôi chảy ba lần, khi nào làm thì trôi rồi thì up lên trên Facebook, trên nhóm học tiếng Trung online để mình chấm điểm. Bài tập của bài 5 này các bạn làm hết. Trước khi làm thì bạn xem cái clip của bài 5 mình hướng dẫn làm sao. Bởi vì mình không chỉ hướng dẫn phần viết chữ mà mình còn hướng dẫn cả phần viết phần bài tập, bài khóa đọc lên nữa. Thì các bạn làm tuần tự các bước đó các bạn sẽ giỏi lên thôi. Và có một số bạn nói là em xem được bài 5 mà không xem được bài 6, bài 7. Thì lý do là đây chương trình này là chương trình đóng phí. Và các bạn muốn nhận được đủ Hán 1, Hán 2, Hán 3, 4, đủ 1.500 chữ thì các bạn phải đóng phí vào trong cái tài khoản bên trung tâm tiếng Trung.vn là 500.000 đồng thì bạn sẽ nhận được toàn bộ các hệ thống đường link YouTube của Hán 1, 2, 3, 4. Sau đó các bạn được vào trong nhóm học tiếng Trung online, được mình chấm điểm, sửa các bài sai, lỗi sai các bạn. Đó là cái chương trình mà bên mình đã làm khoảng độ 4 năm này thì nó mới hoàn tất. Và bây giờ thường xuyên cũng có những cái sửa chữa, chỉnh sửa để cho nó phù hợp cho các bạn ở xa, không có điều kiện đến lớp, học cho nó hiệu quả. Thì chương trình VN chúc các bạn học tiếng Trung thành công. Chào tất cả bạn, hôm nay tiếng Trung trên VN sẽ quay trở lại với các bạn với giáo trình Hán ngữ 1. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ giải quyết là bài 5. Đầu đề của bài này là chưa sư sư mất su, đây là sách gì? Và bước 1 chúng ta sẽ quay sang với phần phát âm. Phát âm của bài này thì các bạn cần phải quan tâm đầu tiên đó là phần thanh mẫu. Chữ ZH các bạn cong lưỡi không bật hơi và đọc giống trời nhẹ. Các bạn thử luôn cùng mình. Chư, chứ, chữ, chữ. CH là cong lưỡi bật hơi và đọc giống trở nặng. Chư, chứ, chữ, chữ. SH các bạn cong lưỡi lại. Sư, sứ, sử, sư. R cong lưỡi và dây thanh rung nhé. Rư, rứ, rử, rư. Sau đó các bạn chuyển sang phần vận mẫu. Bình thường Y sẽ đọc là Y, nhưng mà Y mà đi cùng với S, SH, Z, ZH, C, CH và chữ R thì các bạn sẽ phải đọc là Ư. Tôi ví dụ SC mà đi V bạn đọc là Sư, SH mà đi V đọc là Sư, R đi V bạn phải đọc là Rư. Nhớ đấy, Y sẽ đọc là Ư khi đi cùng với S, SH, Z, ZH, C, CH và chữ R. Bây giờ chúng ta sang bảng ghép bên dưới. ZH cong lưỡi không hơi trở nhẹ. Cha, chưa, chư, trai, chây, chao, châu. CH cong lưỡi bật hơi trở nặng. Cha, chưa, chư, trai, chao, châu.
SH cong lưỡi. Sa, sưa, sư, sai, xây, sao, sâu. R cong lưỡi và dây thanh dung. Dưa, dư, dao, dâu. Kế tiếp, ZH cong lưỡi. Chan, chân, trang, chân, chung. CH cong lưỡi và đôi chữ nặng. Chan, chân, trang, chân, chung. SH cong lưỡi. San, sân, sang, sân. R cong lưỡi và dây thanh dung. Gian, dân, giang, dân, dung. Bảng kế tiếp, ZH cong lưỡi. Chu, choa, chua, choai, chuy, choan, chân, choang. CH cong lưỡi và đôi chữ nặng. Chu, choa, chua, choai, chuy, choan, chân, choang. SH cong lưỡi. Su, xoa, xua, sai, xây, xoan, sần, xoàng. R cong lưỡi và dây thanh dung. Ru, roa, rua, dây, doan, dân. Sau khi mà giải quyết xong phần phát âm thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần từ mới. Các bạn sẽ dở lại phần từ mới để đọc cùng với mình. Bắt đầu đọc này. Chưa, sư, lão sư, nín, sấn mắc, su, suy, quấn, trung quấn, yên quấn, phả quấn, ứa quấn, si ban giá quấn, tứa quấn, a la búa quấn, rư quấn, nặng, giá trự, sứ, rư, rấn, oáng. Sau phần từ mới, các bạn sẽ quay về với phần bài khóa. Các bạn đọc cùng mình bài khóa. Chưa sư Hoàng lão sư, đây là thầy giáo Vương. Chưa sư của ba bà, đây là bố tôi. Nín khó, chào ông. Nín khó, chào ông. Đoạn số 2. Chưa sư sớm mơ su, đây là sách gì? Chưa sư trung quấn su, đây là sách tiếng Trung. Chưa sư giấy tờ su, đây là sách của ai? Chưa sư quảng lão sư tờ su, đây là sách của thầy giáo Vương. Na sư sớm mơ giá trự, kia là tạp chí gì? Na sư in quấn giá trự, kia là tạp chí tiếng Anh. Na sư giấy tờ giá trự, kia là tạp chí của ai? Na sư của tờ giá trự, với kia là tạp chí của tôi. Với cái phần bài khóa này, các bạn phải đọc đi đọc lại 5 lần giống như những gì tôi đọc thì mới ngấm được, mới thuộc được. Bây giờ chúng ta quay lại phần từ mới. Chưa là đây. Đây là sách gì? Chưa sư sớ mơ su, bạn phải viết câu này ra để nhớ. Chưa sư in quấn su, đây là sách tiếng Anh. Lão sư là thầy giáo. Chưa sư hoáng lão sư tờ su, đây là sách của thầy giáo Vương. Nín là ông là ngài. Chào ông buổi sáng. Nín chào, chào ông bình thường. Nín khó. Sớm mơ là cái gì? Chưa sư sớm mơ su, đây là sách gì? Chưa sư khan ủy su, đây là sách tiếng Hán. Chưa sư sấy tờ su, đây là sách của ai? Chưa sư ủa tờ su, đây là sách của tôi. Chưa sư trung quấn trá trự, đây là tạp chí tiếng Trung. Na sư in quấn trá trự, kia là tạp chí tiếng Anh. Chưa sư phả quấn trá trự ma, đây có phải là tạp chí tiếng Pháp không? Chưa bú sử ứa quấn su, đây không phải là sách tiếng Nga. Chưa sử si ban giá quấn su, đây là sách tiếng Tây Ban Nha. Ní hiểu tứa quấn su ma, bạn có sách tiếng Đức không? Của mấy hiểu a la bố quấn su, tôi không có sách tiếng Ả Rập. Ní hiểu mấy hiểu rư quấn su, bạn có sách tiếng Nhật hay không? Mấy hiểu à, không có. Na sư sớm mất trá trự, kia là tạp chí gì? Na sư in quấn trá trự, kia là tạp chí tiếng Anh. Rư là Nhật hay là gọi là ngày. Rấn là người. Sứ cửa rấn tức là 10 người. Quáng là vương, thầy giáo Vương sẽ là quáng lão sư. Sau khi mà chúng ta đã giải quyết xong phần từ mới thì các bạn sẽ chuyển sang một phần bài tập là luyện về thanh mẫu. Các bạn đọc cùng mình. Chưa, chứa, chửa, chưa, chưa, chưa có nghĩa là đây. Sư, sứ, sử, sư, sứ, sư. Sứ là 10, còn sư có nghĩa là. Su, sú, sủ, sụ, sú. Sú nghĩa là sách. Chư, chứ, chữ, chữ, trá chữ. Trá chữ là tạp chí. Xuây, 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 xuây. Xuây nghĩa là ai. Sư, sứ, sử, sư, lão sư, thầy giáo. Rân, rấn, rẩn, rân, rấn. Phân biệt âm và thành điệu. Chư, chư, sư, rư, chưa, chưa, sơ, rơ. Chàn, chàng, san, rán. Chàng, chàng, sang, rang.
chân chân sân rấn chân chân sân rấn chá chá cha chá xả xả chứa chứa sơ 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 chữ 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 sư 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 siêu si siêu si chữ đạo chữ đạo chân chẳng chân chẳng tráng chẳng tráng chẳng trung nguồn trung phận chưa chạm chi xiên chân thiên chiêu thiên chấn nén chinh nén chán sàng chán sàng sư hoa si hoa sang xin xiang xin chư chỉ sứ chi sinh lý chinh lý sinh hoa chinh quả sang đèn chén mẹn rân sư lĩnh sứ rân lý rư lý. Nhận biết tạo đọc chữ Hán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 这是中文书, đây là sách tiếng Trung. 那是英文杂志, kia là tạp chí tiếng Anh. 谁, ai, 老师, thầy giáo. 这是什么书, đây là sách gì. 这是中文书, đây là sách tiếng Trung. 那是什么杂志, kia là tạp chí gì. 那是英文杂志, kia là tạp chí tiếng Anh. 这是谁的书, đây là sách của ai. 这是王老师的书, đây là sách của thầy giáo Vương. 那是谁的杂志, kia